là một trong những thị trường giải trí sôi động bậc nhất châu Á. Showbiz Trung Quốc nói chung và làng phim Hoa ngữ nói riêng luôn thu hút sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Và năm 2023, có khá nhiều điều kỳ lạ lần đầu bắt gặp của phim Trung Quốc, khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên. Cùng Showbiz Phim tìm hiểu xem đó là những điều gì nhé! Cứ xem phim hot là gặp Trần Đô Linh. Trong năm 2023, dẫu không có quá nhiều tác phẩm do Trần Đô Linh thủ vai chính lên sóng, nhưng danh tiếng của cô nàng mỗi ngày một hot hơn. Bởi có lẽ, không một ai miệt mài với sự nghiệp làm khách mời như nữ diễn viên sinh năm 1993. Năm 2022, chính phủ Trung Quốc tiến hành thực hiện nghiêm ngặt chính sách Zero Covid, khiến nhiều diễn viên và đoàn phim trong đó có Trần Đô Linh bắt buộc phải ở lại Hoành Điếm mà không thể về nhà. Vì thế thời gian này, ngoài đóng chính cho Liên Hoa Lâu, nữ diễn viên còn được các đạo diễn để mắt và mời cô tham gia vào nhiều bộ phim khác với vai trò diễn viên khách mời. Điều đặc biệt là hầu hết các vai cô nhận đều là hình tượng Bạch Nguyệt Quang của nam chính, là người được nhân vật nam chính trong phim đem lòng thương nhớ, nhưng mối nhân duyên của họ đều không có được cái kết đẹp. Tạo hình nào của Trần Đô Linh cũng gây sốt bởi nét thanh nhã, dịu dàng và mong manh. Ngoài vai thứ chính Diệp Băng Thường, mặt nữ và thiên hoan trong Trường Nguyệt Tẫn Minh với phân cảnh rất ấn tượng, Trần Đô Linh còn góp mặt ở 4 tựa phim hot khác trong năm 2023 là Liên Hoa Lâu, Vân Chi Vũ, Tây Xuất Ngọc Môn và Nhất Niệm Quan Sơn. Cộng đồng mạng xứ Trung bình luận về trường hợp của Trần Đô Linh bằng câu nói dí dỏm là bị kẹt ở Hoành Điếm, tôi trở thành Bạch Nguyệt Quang của tất cả nam chính lúc nào không hay. Tuy nhiên, vai nữ chính của Trần Đô Linh trong phim điện ảnh Hoa Thiên Cốt lại thất bại thảm hại với doanh thu thấp kỷ lục. Từ nội dung đến hình ảnh lẫn diễn xuất của các diễn viên đều gây thất vọng mạnh đối với người xem. Trong năm 2024, ngoài vai nữ chính phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp trong phim Đại Mộng Quy Ly của đạo diễn Quách Kính Minh và vai nữ chính trong phim Dân Quốc Con Thuyền Đơn Độc đóng cùng với Tăng Thuấn Hy, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại cô nàng trong các dự án hot khác gồm có Vĩnh Dạ Tinh Hà, Hồ Ưu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên, Đông Tà Tây Độc, Đại Đường Địch Công Án. Trường Tương Tư phần 2 chưa chiếu đã định sẵn sẽ hot. Trước đây, để thích ứng với quy định phim truyền hình và phim chiếu mạng không được dài quá 40 tập, các ekip phim cổ trang như Tinh Hán Sán Lạn hay Trầm Vụn Hương Phai đã nhanh trí tách đứa con của mình ra làm hai phần và chiếu liên tiếp, hay như phim Ngọc Cốt Giao gói gọn trong 40 tập, nhưng hai tập cuối dài tới gần 1 tiếng rưỡi. Tuy vậy, cách lách luật này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, bởi theo quy định mới ban hành, hai phần phim buộc phải chiếu cách nhau một thời gian, thế nên Trường Tương Tư là tác phẩm đầu tiên dính phải kiếp nạn này. Qua phần đầu tiên dài 39 tập, Trường Tương Tư đã gặt hái hàng loạt thành tích đáng nể, được kênh truyền hình Trung ương CCTV6 đánh giá là một trong những phim hot nhất của năm, đồng thời xuất hiện trong danh sách tinh tuyển 20 phim đáng xem năm 2023 của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Bộ phim đạt được số điểm 7,8 trên Douban, đây là một điểm số khá cao so với những tác phẩm cổ trang Hoa ngữ hiện nay. Ngoài ra, phim chiếm giữ vị trí thứ nhất trong danh sách 10 phim có nhiệt độ cao nhất trên nền tảng Tencent năm 2023 với 33.144 điểm nhiệt vào thời điểm phát sóng. Theo đó, khán giả đánh giá Trường Tương Tư phần 1 mang đến cốt truyện mới lạ hơn, không bị dập khuôn với các phim Hoa ngữ khác, thêm vào đó là phần diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên chính. Thành công của phim đã giúp một loạt các tên tuổi như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thư có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Chính vì thế, từ bước đà của phần 1 khiến cho Trường Tương Tư 2 được mong đợi khi lên sóng. Đặc biệt, sau khi phần 1 kết thúc, nhiều tình tiết của Trường Tương Tư phần 1 còn bỏ dở khiến không ít người xem nóng lòng theo dõi và chờ đợi phần 2 lên sóng. Với danh tiếng cũng như sức ảnh hưởng rất lớn tới từ phần 1, Trường Tương Tư phần 2 chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút thêm một lượng lớn khán giả theo dõi. Độ thảo luận về phim chỉ tăng thêm chứ không giảm xuống bởi những tình tiết then chốt đều nằm ở nửa sau. Theo đánh giá từ nhiều nhà sản xuất cùng các blogger chuyên phim truyền hình có tiếng, Trường Tương Tư phần 2 dù chưa phát sóng nhưng đã nắm chắc một suất trong danh sách phim đáng xem nhất của năm 2024. Drama phim Vân Tú Hành. Vân Tú Hành chuyển thể từ bộ tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình Thái Vân Quốc truyện khá nổi tiếng của Nhật Bản. Quy tụ khá nhiều gương mặt đang lên trong làng giải trí Hoa ngữ trong năm vừa qua như Tăng Thuấn Hy, Lý Nhất Đồng, Đặng Vi, Điền Gia Thụy. Dù phim chưa lên sóng, nhưng những drama liên quan đến tác phẩm này vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi. Đầu tiên, bộ phim bị dính nghi án quay chui khi chưa được cấp phép đăng ký quay phim thì đã tiến hành quay lén lút. Đến khi các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thì đoàn phim lại vội vã dẹp hết đạo cụ, thu dọn bối cảnh phim. Nhiều nguồn tin bên lề cho hay, bởi vì phim chưa mua được bản quyền gốc từ đơn vị phát hành tại Nhật Bản, cũng như chưa hoàn thành giấy phép đăng ký quay phim, nên mãi đến khi phim quay đến giai đoạn nửa cuối thì đoàn phim mới có giấy phép và tổ chức buổi lễ khai máy chính thức.
Tuy đã đóng máy từ tháng 9 năm 2023, nhưng Vân Tú Hành vẫn chưa có trang Weibo chính thức và cũng không có poster tuyên truyền. Cũng vì thế mà đoàn phim đã bị người khác giả mạo tài khoản Weibo với tên gọi là Weibo chính thức của Vân Tú Hành và giao bán với mức giá chỉ 220 tệ, khoảng 750.000 đồng, khiến người hâm mộ thêm một phen hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, phía đoàn phim Vân Tú Hành đã phải nhanh chóng đính chính rằng đó chỉ là tài khoản mạo danh và cho biết tài khoản chính thức sẽ sớm được lập trong thời gian tới. Không chỉ vậy, quá trình ghi hình phim rơi vào thời điểm cả Tăng Thuấn Hy lẫn Đặng Vi trở nên nổi tiếng hơn nhờ Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư, nên nhà sản xuất tranh thủ bán vé tham quan phim trường cho người hâm mộ, khiến cho các diễn viên phải làm việc trong hoàn cảnh bị fan cuồng vây quanh ở cự ly gần. Theo đó, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh tại phim trường Vân Tú Hành, cho biết chỉ cần 4.000 đến 8.000 tệ, khoảng 13 triệu đến 26 triệu Việt Nam đồng là các fan có thể được đến thăm địa điểm quay và nhìn diễn viên ở cự ly gần. Đồng thời cho rằng đây cũng là một phần lý do khiến cho Vân Tú Hành có nhiều ảnh leak rõ nét đến vậy. Hành động này của đoàn phim Vân Tú Hành đã bị lên án là thèm tiền đến phát điên, đem diễn viên ra kinh doanh. Bên cạnh đó, đoàn làm phim cũng không đảm bảo an toàn lao động đầy đủ, khiến nam chính Tăng Thuấn Hy gặp tai nạn trên phim trường. Ngoài ra có tin đồn rằng Đặng Vi bị cắt nhiều cảnh quay, các chi tiết đắt giá của nhân vật Trà Sóc Tuân do anh chàng thủ vai được chuyển cho nhân vật khác. Ung thư phiên vị, vấn nạn nhức nhối của giới giải trí. Với những người theo dõi làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện phiên vị đã không còn quá xa lạ. Phiên vị không chỉ chứng tỏ sức ảnh hưởng, mà còn là một trong số những yếu tố tính vào thành tích của diễn viên, nên có khá nhiều người đặt vấn đề phiên vị lên hàng đầu. Năm 2023, chuyện tranh giành nhau phiên vị thứ nhất, thứ hai đã không còn nằm ở thứ tự tên ai đứng trước, đứng sau trong poster hay bài thông báo chính thức, mà nằm ở từng hàng chữ. Cụ thể, Weibo của dự án Trường Phong Phá Lãng từng là chiến trường giao đấu giữa fan Lý Thấm và fan Vương Nhất Bác. Ban đầu, bài đăng thông báo chính thức trên trang Weibo để tên hai diễn viên nằm cùng một hàng. Sau đó sửa thành tên Vương Nhất Bác nằm hàng trên, tên Lý Thấm nằm hàng dưới, khiến người hâm mộ cô nàng không cam tâm. Tại Weibo của phim Thừa Hoan Ký cũng xảy ra tình trạng tương tự khi tên Hứa Khải và Dương Tử được viết chung một dòng, trong khi trước đó, tên Dương Tử viết hàng trên, Hứa Khải ở hàng dưới. Trong những ngày đầu năm 2024, fan của Cúc Tịnh Y và Trần Chiết Viễn đã đấu nhau sức đầu mẻ chán. Trong suốt nhiều ngày liền về vấn đề phiên vị trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, đến mức đoàn làm phim phải đăng tải thông báo chính thức về phiên vị. Không riêng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, bộ phim Phong Ảnh Nhiên Mai Hương vừa bấm máy vào ngày 24 tháng 1 cũng xảy ra những ồn ào vì vấn đề phiên vị. Việc nữ diễn viên Vương Sở Nhiên giữ phiên 1, còn Lý Hoài Nghị giữ phiên 2 đã chọc cho một vài người hâm mộ của anh chàng tức giận. Dẫu cho Lý Hoài Nghị đã nhanh chóng lên tiếng trấn an fan khi đăng bài Weibo rằng là một diễn viên, điều may mắn nhất là gặp được một kịch bản hay, một nhân vật tốt và một đội ngũ tuyệt vời. Tôi rất may mắn và sẽ cố hết sức mình để diễn giải các vai diễn mình gặp được. Nhưng vẫn có một số trạm fan lớn với số lượng người theo dõi đông đảo quyết định thoát fan và đóng trang Weibo để bày tỏ thái độ không đồng tình và oán trách đối với Lý Hoài Nghị. Dù anh chàng chẳng có lỗi gì sai trong việc này cả. Hai nữ diễn viên lao đao vì đi xem show của Lisa, Blackpink. Vào thời điểm diễn ra show thoát y của Lisa tại Crazy Horse, Paris, cộng đồng mạng xứ Trung cũng vô cùng xôn xao trước thông tin Angela Baby và Trương Giang Hê đều tới xem buổi biểu diễn này. Được biết, buổi diễn quy tụ khá nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, trong đó các thành viên thuộc Blackpink cũng tới ủng hộ người bạn chung nhóm. Tuy nhiên, việc Angela Baby và Trương Giang Hê tới xem show là trái với quy định dành cho người nổi tiếng của Trung Quốc. Tại đất nước tỷ dân, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí không được tham dự các hoạt động mang tính gợi dục, vi phạm thuần phong mỹ tục. Mặc dù Crazy Horse, đơn vị tổ chức đêm diễn khỏa thân mà Lisa tham gia, đã xác nhận Angela Baby không xuất hiện tại câu lạc bộ, nhưng cộng đồng mạng vẫn soi ra được nhiều hình ảnh có liên quan đến việc Angela Baby đã đến xem buổi biểu diễn. Mặc dù không có thông tin cấm sóng chính thức nào dành cho cả hai người đẹp này, nhưng bộ đôi đã bị chặn Weibo lẫn Douyin và vắng mặt trong các lễ trao giải cuối năm. Những tác phẩm do Angela Baby đóng chính cũng rơi vào tình trạng đáp chiếu, không rõ ngày lên sóng. Thời gian trước, cô chỉ có thể xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nước ngoài, gần như bốc hơi ở thị trường trong nước. Gần đây, Angela Baby đang có dấu hiệu trở lại. Cô nàng đã đăng tải video trên Douyin và tham gia một số hoạt động tại Dubai, nhưng vẫn chưa có thêm tiến triển gì mới. Khép lại năm 2023 nhiều bất ngờ và ngạc nhiên, hy vọng bước sang năm 2024, khán giả sẽ được thưởng thức thêm nhiều tựa phim Hoa ngữ chất lượng, mang đến những phút giây giải trí ý nghĩa, hấp dẫn. Bạn có suy nghĩ như thế nào về những điều thú vị này?
hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.